âm thanh lớn nhất trong lịch sử loài người. Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì tạo ra âm thanh lớn nhất trên trái đất? Để có cái nhìn tổng quan, hãy bắt đầu từ âm thanh nhỏ nhất. Hơi thở có cường độ khoảng 10 decibel. Mưa rơi nhẹ có cường độ 40 decibel. 70 decibel từ máy hút bụi. 90 decibel từ máy xay sinh tố. Và một ban nhạc rock sẽ tạo ra khoảng 120 decibel. Decibel là đơn vị đo lường tính theo thang logarit. Khi âm thanh tăng từ 10 lên 20 decibel, nó trở nên lớn hơn gấp 10 lần. Tương tự âm thanh tăng từ 20 đến 30 decibel. Khi đạt đến phạm vi 150 decibel, âm thanh trở nên đủ mạnh để làm thủng màng nhĩ. Ví dụ như âm thanh phát ra từ một khẩu súng lục 140 decibel hoặc một vụ phóng tên lửa 180 decibel. Và ở mức 194 decibel, sóng âm thanh sẽ trở thành sóng xung kích có thể phá hủy các tòa nhà gần đó. Nhưng đó chẳng là gì so với vụ phun trào núi lửa ngày 27 tháng 8 năm 1883 trên đảo Krakatoa của Indonesia. Một vụ phun trào núi lửa đã tạo ra thứ mà các nhà khoa học tin là âm thanh lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử loài người, với cường độ ước tính lên đến 310 decibel. Âm thanh được nghe thấy ở hơn 50 địa điểm khác nhau, và sóng âm thanh đã đi được 3 vòng rưỡi quanh hành tinh. Trong vòng 5 ngày sau vụ phun trào, các trạm thời tiết đã quan sát thấy áp suất tăng đột biến chưa từng có và tái diễn khoảng 34 tiếng một lần khi đi vòng quanh địa cầu. Nó gây ra những trận sóng thần chết người ở tận Hawaii và Nam Mỹ, làm giảm nhiệt độ nghiêm trọng ở Bắc Bán Cầu và hoàng hôn nhuốm màu đậm ở phương Tây. Một số nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết bức tranh The Scream của Edvard Munch mô tả bầu trời màu cam rực rỡ sau vụ phun trào núi lửa. Không âm thanh nào được ghi nhận trong lịch sử có thể chạm tới mức này.